Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em gọi là lên sóng xả vui vui cho các bác cặp này. Đấy, con này thì hàng nó còn phải nói là đẹp lắm. Đây, còn đích 7. Bác nào thích kiểu tiếng bát nó ấm nhá. Tức là tiếng nó ấm ấy. Đấy thì alo cho em. Chốt ngay cho em con đích 7 này. Tiếng rất ấm luôn các bác, nghe nhạc bôi đô hay là nhạc trữ tình, nhạc không lời nghe sướng lắm. Cái dòng này em bán nhiều này em biết nó gần như em thật các bác là các cái dòng mà phân khúc mà dưới 1 triệu thì X7 luôn luôn là cái dòng mà em bán được nhiều nhất luôn ấy. Bởi vì là màng carbon thì trông nó sang đúng không ạ? Nhưng mà màng carbon thì tiếng nó sẽ không ấm bằng cái màng giấy này đâu các bác. Đấy, bác nào nghe quen loa rồi thì sẽ biết màng giấy thì lúc nào nó sẽ ấm hơn. Đấy, nhưng mà về mặt thẩm mỹ mà nói thì nhìn màng carbon trông có vẻ thì nhìn nó sang hơn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà để mà nói về cái chất âm ấy, thì nó lại thua so với màng giấy. Màng giấy thì lúc nào nó sẽ ấm hơn. Đấy. Thế tại vì sao mà cùng cái phân khúc mà tầm giá nó khoảng ví dụ như là dưới 1 triệu ấy thì em thấy X7 này em bán là nhiều nhất. Cực kỳ nhiều luôn. Ví dụ em bán tầm nó khoảng được 20 đôi X7 thì mới bán được màng carbon chỉ được khoảng chục đôi thôi. Đấy, nó chỉ được một nửa thôi. Các bạn, bởi vì màng giấy này tiếng nó sẽ ấm này, đấy, nghe nó sướng lắm. Tép của nó thì nó là dòng Trepdom rồi các bạn nhá. Đấy, dòng Trepdom. Rất là mềm. Đó, tép này. Rất xịn. À bát này, rất là xịn luôn. Hàng nguyên bản cho các bác nhé, nguyên bản luôn, tép rồi bát cái thứ nguyên bản 100%, không hề thay thế, không hề sửa chữa bất kể một cái gì luôn. Đấy, nó về như nào là đúng như thế luôn. Đây, hình thức này các bác này. Đấy. Dòng này thì công suất của nó rơi khoảng là 70W các bác nhé, này 70W trở kháng là 6 ohm. Những cái dòng loa 6 ohm thì nó sẽ tiếng lúc nào nó sẽ ấm. Đấy, nó ấm hơn dòng 4 ohm rất là nhiều. Các bác nghe là sẽ cảm nhận được ngay cái tiếng bát nó ấm hơn rất là nhiều. Đó. Hình thức thì các bác nhìn thực tế. Ê, căng đầy đủ các bác nhá, căng đầy đủ. Đây, hai chiếc căng đầy đủ luôn. Bát của nó là bát 13 các bác nhá. Bát 13. Đấy, tiêu chuẩn của hãng là nó bát 13 rồi. Tép thì chép đom rồi. Kích thước thì cao của nó là 20 cao 27 các bác nhá. Cao này, 27 này. Rộng là 16.5, sâu là 23.5. Con này thì nhà em đang bán giá nó sẽ tầm khoảng là 850 đến khoảng hơn 900 1 triệu. Đấy, 850 khoảng 1 triệu. Còn cặp nó hàng xuất sắc thì nó khoảng là 1.250.000. Đấy. Còn như con này thì nó sẽ là thuộc vào dòng gọi là hàng đẹp thôi. Nó gọi là hàng đẹp thôi, chứ còn để mà xuất sắc của nó thì nó sẽ chưa tới. Đấy, thì em cũng hàng bãi nó thật các bác, chả có gì mà ngại cả. Cứ nói thẳng nói tuẹt với nhau cho nó dễ. Đấy. Hàng xuất sắc của nó thì chắc chắn là có phải mua giá cao rồi, bởi vì là nó là 1.250.000, hàng đấy là thuộc hàng đấu mạng. Tức là hàng đẹp lắm. Xuất sắc luôn. Còn hàng đây nó gọi là hàng đẹp. Thì như con này em hôm nay em xả cho các bác này. Một cặp duy nhất này. Bác nào chốt thì nhanh tay này. Đúng một cặp này luôn các bác nhá. Đúng một cặp duy nhất này luôn này. Bác nào chốt hôm nay em để các bác kỷ niệm một đôi 780.000, hàng đẹp đây. Đấy. Chưa bao giờ có cái giá nào mà em bán cái loại hàng đẹp như con này mà giá ở dưới 800 cả, nhưng mà hôm nay bác nào chốt em để các bác một con giá gì ạ? 780.000. Chưa từng có luôn. Đấy. Và em cũng chỉ để duy nhất một cặp này thôi nhá. Còn các cặp khác này thông cảm cho em là em sẽ vẫn bán giá nó là hơn 800. Tám rẻ nhất là 850. Còn không nó sẽ là hàng xuất sắc của nó sẽ là 1250. Đấy. Còn như cặp này em để các bác giá gì ạ? 780.000 cho bác nào chốt alo em luôn. Các bác nhá, bác nào chốt alo em luôn để em gửi hàng. Đấy, em sẽ test bàn giao cho các bác đảm bảo là bác tép lên ok, sau đó bên em sẽ gửi hàng. Rồi, em xin chào và kết thúc video tại đây. Công suất là 70W trở kháng 6 ohm các bác nhá. Rất dễ phối. Vâng, rất dễ phối.